Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như khoảng một tháng trước thì những cái chiếc smartphone của Vsmart thì họ đã được cập nhật lên cái phiên bản, đó chính là VOS 2.5. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cái phiên bản beta và các bạn buộc phải đăng ký một cái thông tin gì đó để bạn có thể lên được cái beta này. Tuy nhiên thì mình thì lại không may mắn mà mình không có đăng ký được, mà hôm nay mình nghịch nghịch cái chiếc Vsmart Lite này thì mình lại nhận được một cái phiên bản VOS 2.5. Và mình nghĩ đây sẽ là cái phiên bản chính thức. Và nếu như những bạn nào mà chúng ta chưa cập nhật lên thì chúng ta hãy cập nhật lên nhé. Còn bây giờ thì mình cùng với các bạn sẽ cập nhật lên xem là trên cái VOS 2.5 này và với con Vsmart Lite thì nó sẽ có những điều gì đặc biệt. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, đầu tiên thì khi mà bạn vào phần check for update thì cái phiên bản VOS 2.5 này nó chỉ có ở mức là khoảng 200 mấy MB thôi, gần 300 MB. Và khi mà các bạn cập nhật lên đó thì nó cũng sẽ được lên Android 9, nó bằng Android 9 chứ chưa được lên Android 10. Và đây sẽ chỉ là một cái phiên bản cập nhật về phần mềm chứ không phải là cập nhật về hệ điều hành, cho nên là các bạn đừng nhầm lẫn nhé. A few moments later. Ok, và cái thời gian mình cập nhật lên thì cũng tương đối là nhanh, đâu đó khoảng nửa tiếng thôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem trên chiếc Vsmart Lite này và chạy VOS 2.5 thì nó có cái điều gì hay ho không nhé. Bắt đầu. Rồi ok, và hiện tại thì cái chiếc Vsmart Lite của mình thì cũng đã được cập nhật lên cái phiên bản VOS 2.5. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một số thông tin nhé. Đây các bạn có thể thấy VOS 2.5, tên thiết bị là Vsmart Lite. Và khi mà các bạn tìm vào cái phần đó chính là thông tin về phần mềm thì nó sẽ vẫn là cái phiên bản Android 9. Đó, các bạn có thể thấy. Và một số những cái điểm cập nhật như sau. Đầu tiên đó chính là phần hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt. Đây mình sẽ tắt và sau đó mình sẽ mở khóa bằng khuôn mặt cho các bạn xem nhé. Đó, thì đây sẽ là một cái điểm mới ở trên cái con Vsmart Lite này. Tuy nhiên thì cái camera selfie này nè, nó vẫn chỉ là một cái dạng camera selfie thông thường thôi, cho nên là cái chiếc máy này nó sẽ không mở khóa được ở trong bóng tối và phải có cái điều kiện đủ sáng thì bạn mới có thể mở khóa được cái chiếc Vsmart Lite. Còn cái thứ hai đó chính là cái việc mở khóa bằng vân tay. Khi mà các bạn chạm vào như thế này là mở luôn, không cần chúng ta phải mở sáng màn hình lên. Và khi mà mình cập nhật lên đó thì mình cũng cảm nhận được là cái phần mở khóa vân tay này nó cũng nhanh và nhạy hơn cái phiên bản lúc trước. Điểm đáng chú ý tiếp theo đó chính là ở trong phần cài đặt. Thì lúc trước á, ở trong phần cài đặt này thì Vsmart họ làm theo một cái dạng lít thẳng từ trên xuống dưới và nó không có cái độ chia tách như thế này. Và khi mà đã được chia tách ra thì bạn có thể dễ dàng nhận thấy hai mục sẽ thành một cụm, thì chúng ta sẽ có cái cách nhìn nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái việc mà thiết kế lại những cái icon của những cái ứng dụng này thì nó cũng ngon lành hơn, của những cái cài đặt này thì nó cũng ngon hơn rất là nhiều và các bạn dễ dàng chúng ta bấm vào và biết được là chúng ta đang bấm cái gì. Tiếp theo đó chính là những cái về phần màn hình. Đây các bạn có thể thấy các bạn có thể di chuyển được cái thanh điều hướng này, các bạn có thể chọn, ví dụ như đây, ví dụ các bạn set cái này thì nó sẽ tự chuyển qua lại giữa những cái thanh điều hướng như thế này. Đây, thu gọn thanh điều hướng, ẩn thanh điều hướng luôn thì mình sẽ ẩn thì nó cũng sẽ mất như thế này, và các bạn sẽ sử dụng một cái thao tác vuốt chạm như thế này cũng tương đối là hay đó. Và điểm chú ý tiếp theo đó chính là Vsmart Lite họ sẽ cho chúng ta giao lưu những cái dữ liệu từ iPhone qua cái chiếc máy này thông qua cái iCloud. Thì khi mà bạn truy cập vào phần cài đặt á, và ở một cái phần đó chính là tài khoản và giao lưu, sẽ có một cái mục đó chính là truyền dữ liệu. Thì khi mà các bạn đăng nhập cái tài khoản Apple ID này vào và cùng với cái tài khoản ở trên cái chiếc iPhone của bạn nữa thì chúng ta có thể đồng bộ dữ liệu giữa cái chiếc iPhone của bạn đang dùng với cái chiếc điện thoại này cũng tương đối là hay. Và nó cũng có thể nhận luôn cả từ những cái chiếc iPad hoặc là MacBook có dùng chung cái tài khoản iCloud này. Và cái tiếp theo đó chính là khi mà các bạn có một cái chuông điện thoại mà các bạn muốn tắt nó đi thì cũng khá là dễ dàng. Khi mà Vsmart họ sẽ thêm vào một cái cử chỉ, các bạn sẽ lật úp như thế này để chúng ta có thể tắt được điện thoại. Và hiện tại ở đây á, thì mình chỉ có cái chiếc máy này thôi và mình chưa có lắp sim, cho nên là mình không thể nào mình demo cho các bạn xem được. Và điểm cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta cập nhật lên VOS 2.5 đó chính là ở trong phần máy ảnh đã cho phép các bạn có thể quay video và khử rung nó tốt hơn. Thì để setup được cái phần này thì bạn sẽ xuống cái phần đó chính là thiết lập khác và các bạn chọn lại là chống rung khi quay phim. Thì khi mà quay trên cái chiếc Vsmart Lite này thì những cái video của bạn khi mà cho ra thì nó cũng sẽ mượt hơn rất là nhiều. Và đây sẽ là cái thay đổi cuối cùng khi mà các bạn cập nhật lên VOS 2.5. Ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ cho các bạn tiếp về một cái phiên bản hệ điều hành nữa, đó chính là VOS 2.5.
Và sau khi mà mình cập nhật lên cái chiếc Vsmart Line này của mình thì mình thấy một số những cái điểm tích cực như sau. Đầu tiên đó chính là những cái hiệu ứng mới. Cái thứ hai đó chính là phần vân tay, thì mình cảm nhận được là nó nhạy hơn so với cái lúc trước chạy VOS 2.0. Có thêm cái phần nhận diện khuôn mặt thì cũng khá là hay, chống giả mạo được khuôn mặt của bạn. Và một điều nữa đó chính là về cái phần hiệu năng thì mình thấy nó cũng tương đối là ổn và các bạn có thể cập nhật lên cái phiên bản này. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.